là công dân người Việt Nam, phải quan tâm giữ gìn từng tấc đất như tấc vàng do đời ông cha để lại. Mai sau con cháu sinh ra không may gánh bao tai họa vì mình ban đất cho tàu, cho thuê hẳn luôn 99 năm. Họ thuê đất để làm chi, ta làm sao có biết được, gần trăm năm chứ ít gì, thế mà coi như bán luôn. Rồi ngày sau sẽ ra sao khi vẫn quyết tâm cho thuê một đi là sẽ không về. Cái tên Việt Nam không cánh bay, dân mình ở đâu hãy đứng dậy thật mau, nghĩ đến ngày mai sao quyết phản đối đến cùng. Âm mưu từ lâu muốn chiếm nước mình, nay nó ra kế sách xin thuê. Là thanh niên người Việt Nam không được ăn chơi suốt ngày, nền kinh tế của nước nhà cùng bàn tay ta góp lên, hãy luôn chung sức quan tâm giữ lấy nước non yên bình, nụ cười luôn nở trên môi. Hoàng sa của người Việt Nam xưa từ xưa xưa lắm rồi, Trường Sa cũng là của mình lâu từ lâu lâu lắm rồi, nhưng trong tâm trí ta thôi thực sự nó đã không còn nằm ở trong danh sách được về. Không nên làm ngơ trước mỗi ngày, dân mình ở đâu hãy đứng dậy thật mau, nghĩ đến ngày mai sao quyết phản đối đến cùng. Âm mưu từ lâu muốn chiếm được mình, nay nó ra kế sách xin thuê. Dân mình ở đâu hãy đứng dậy thật mau, nghĩ đến ngày mai sao quyết phản đối đến cùng. Âm mưu từ lâu muốn chiếm được mình, nay
đông